Xin chào quý vị và các bạn. Trong mấy ngày qua, một tuần qua thì chúng ta, cả nước chúng ta đang hưởng một cái bầu không khí hết sức là náo nhiệt, hết sức là hưng phấn và hết sức là kịch tính khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên một kỳ tích ở giải U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc. Từ xưa đến nay thì khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thì không ai để ý mấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đánh bại ở Australia 1-0 để mà đưa chúng ta vào có cơ hội để vào vòng tứ kết, khi mà nếu với điều kiện chúng ta phải không bị thua hoặc lọt lưới bàn nào với cả đội tuyển Syria, và với cái tinh thần quả cảm chúng ta, những chàng trai của chúng ta đã làm được việc đó. Và trong không khí náo nhiệt đó thì em là một fan hâm mộ bóng đá, bởi vì bóng đá là môn thể thao yêu thích nhất của em. Em thích nhất là bóng đá, sau đó là đến tennis và bóng chuyền, ba cái môn thể thao mà em rất là ưa thích, đặc biệt là bóng đá. Thì em nhớ là em xem bóng đá khi mà năm 1998, khi mà World Cup được tổ chức tại Pháp, và đấy là cái thời khắc mà em xem bóng đá đầu tiên, và em rất hâm mộ đội tuyển Anh cộng với cả danh thủ David Beckham. Đến bây giờ thì em vẫn còn mê danh thủ David Beckham. Còn ở trong nước thì em yêu cái thủ quân Lê Huỳnh Đức, đội trưởng của đội bóng đá quốc gia Việt Nam những cái ngày xưa cũ. Thì năm 1998 thì chúng ta đã để mất một cái huy chương danh giá của cái Tiger Cup năm 1998, khi chúng ta có cơ hội đánh bại Thái Lan và chúng ta vào chung kết đối mặt với Singapore và chúng ta đã để thua. Cái thời khắc đó thì rất nhiều những danh thủ, cái thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức và Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Thủy, mọi người đã khóc, Tấn Tài, mọi người đã khóc vì chúng ta đã tuột mất cơ hội để giành cúp vàng danh giá của giải Tiger Cup năm đó. Thì sau 10 năm, thế hệ của Công Vinh, Minh Phương đã làm nên kỳ tích, đó là ngay gần phút thứ 90 thì chúng ta Minh Phương đá phạt và Công Vinh đánh đầu vào một cái quả, đấy là mang lại cái huy chương vàng của cái Tiger Cup cho đội tuyển Việt Nam cách đây 10 năm, năm 2008. Tôi vẫn còn nhớ cái thời khắc đó. Và đến năm cách và sau đó 10 năm, năm 2018 thì các chàng trai của chúng ta, các chàng trai đội tuyển U23 Việt Nam đã mang về danh dự, đã mang về niềm tự hào cho người dân Việt Nam chúng ta. Bởi vì là từ lâu lắm rồi em không có cái gì để của Việt Nam để mà em tự hào, để mà em hãnh diện. Nhưng mà đây là một cái niềm vui hiếm hoi, nhỏ nhoi để em có thể là hãnh diện và tự hào với bạn bè trong khu vực, là em đã là Việt Nam có gì để họ nhớ đến. Tuy nhiên như thế này, thì cái vấn đề hôm nay không phải là nói về bóng đá, mà em nói về danh dự quốc gia. Thì như các bác đã biết, thời gian gần đây chúng ta có những cái vụ bê bối liên quan đến ngoại giao đoàn, liên quan đến lãnh sự quán ở các nước. Năm 2008 thì một nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi là người đã buôn bán sừng tê giác. Cái vụ đó là gây chấn động. Bởi vì là Việt Nam là một trong những nước đã ký công ước quốc tế về cái bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp. Đó, Việt Nam đã ký công ước quốc tế rồi. Thế nhưng mà một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã giao dịch buôn bán sừng tê giác với cả những kẻ săn bắt trộm. Thì các bạn biết rằng là Bộ Ngoại giao hay là lãnh sự quán, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, đấy là đại diện cho cái bộ mặt, đại diện cho cả một cái đất nước, mà họ mang danh dự, họ trục lợi trên cái danh dự quốc gia, đến cái lòng tự tôn, tự hào, tự tôn dân tộc. Là bởi vì săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật quốc tế, mà trong đó Việt Nam đã ký công ước, thì đó là một điều mà hết sức đáng xấu hổ. Và tiếp đó là khi mà người dân phát hiện, đài truyền hình Chile cũng đã đưa tin là có hàng trăm cái vây cá mập phơi ở trên nóc nhà của lãnh sự quán Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Santiago de Chile của đất nước Chile. Và đây là một cuộc khủng hoảng ngoại giao nữa, khi mà nhân viên đại sứ quán Việt Nam
mang trong mình cái trách nhiệm nặng nề về cái bộ mặt của quốc gia mà đi sang bên làm lãnh sự quán, đại sứ quán mà lại làm những cái trò mà không thể chấp nhận được. Đấy. Trong khi các em các chàng trai của chúng ta, của đội tuyển U23 Việt Nam đá bóng và tuột cả lông rái ra chạy suốt 120 phút trên sân, đối mặt với cả một trong những cái đối thủ đáng gờm như Qatar, như Iraq, như Syria, thậm chí là Australia hơn chúng ta về mặt thể lực, về mặt tốc độ, về mặt kinh nghiệm cọ sát thi đấu quốc tế mà chúng ta đã vượt qua. Các em đã phải thi đấu một cách hết sức quả cảm để mang lại cái niềm tự hào dân tộc, một cái niềm tự tôn dân tộc cho đất nước chúng ta, là cái nền bóng đá của chúng ta đã phát triển và để bạn bè quốc tế phải nể phục. Nhưng mà những cái chàng trai nhỏ bé như vậy thì lại làm cho đất nước của chúng ta vui vẻ, thoải mái như vậy. Chúng ta có cơ sở để mà chúng ta thể hiện cái sự tự hào đối với quốc tế. Thế nhưng mà những con người mà lại đại diện cả một cái quốc gia giống như là Việt Nam thì lại hành xử như là những cái gọi là lục lâm thảo khấu, buôn bán vận chuyển các loại động vật hoang dã như là sừng tê giác với cả vây cá mập. Bởi vì là không hiểu là chúng ta trả lương cho họ thấp mà họ phải đi buôn bán bên ngoài, hay là vì cái lòng tham của họ đã đánh bật hết tất cả cái danh dự, cái bộ mặt của một đất nước như đất nước Việt Nam. Đó. Thì nếu như mà là lương mà ít quá ấy, thì Bộ Ngoại giao đoàn cộng với cả chính phủ nên xem xét để trả lương cao hơn cho những người đại diện cho cái bộ mặt của Việt Nam đi ra quốc tế. Thì đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét để trả lương cao hơn một tí, để cho họ chuyên tâm toàn ý để mà họ hoàn thành cái nhiệm vụ mà chính phủ và nhà nước giao cho, cộng với nhân dân giao cho họ. Đấy. Để trong khi các em đá bóng mệt mỏi như thế, chạy trên sân 120 phút như thế để mang về cái danh dự, cái tự hào cho dân tộc mình, thì mấy bác gọi là ngoại giao đoàn, đại sứ quán, lãnh sự quán lại đi bôi nhọ, mang cái bộ mặt của Việt Nam ra quốc tế để bôi nhọ. Cái tội đấy là cái tội phản quốc chứ không phải cái tội gì hết cả. Cho nên là cái vụ bê bối vi cá mập của lãnh sự quán Việt Nam tại Chile thì đề nghị là Bộ Ngoại giao lên tiếng. Về phía Việt Nam, đại diện chị Nguyễn Thị Thu Hằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đề nghị chị lên tiếng xem là chúng ta có cái chúng ta đúng là như vậy hay không, có đúng là buôn bán vây cá mập và phơi trên nóc nhà hay không. Nếu như mà không ấy thì cũng phải là chúng ta phải lên tiếng với cả phía Chile để xem là họ có vu khống, họ cáo buộc chúng ta vô căn cứ hay không. Đó. Tại sao sự việc đã xảy ra cách đây 2 tuần rồi nhưng mà Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có một cái động thái gì đó lên tiếng để mà đính chính, hay là lên tiếng để mà họp báo, để mà công bố cái vụ việc đó, mà lại phải chờ đến ngày 25 tháng 1 mới công bố, trong khi đấy đó có đủ hết cơ sở dữ liệu rồi. Tại sao lại không? Đấy, cho nên là các em đấy, những chàng trai trẻ của chúng ta đang thi đấu hết sức, toát mồ hôi hột ra, chạy trên sân quá cực khổ luôn đấy để mang lại vinh quang. Thế nhưng mà người đại diện của Ngoại giao đoàn Việt Nam lại bôi nhọ cái bộ mặt của Việt Nam như vậy. Đấy. Thì các bác biết rằng là bác Thủ tướng đã ví Việt Nam giống như là mong muốn Việt Nam là con hổ của châu Á. Và cái ông gì nhỉ? Không biết là cái ông hình như là Phó Chủ tịch Quốc hội, ông bảo là Việt Nam là cô gái đẹp. Đấy. Cho nên là vừa là hổ vừa cô gái đẹp thì thành ra là em chả hiểu nó thế nào luôn. Thì các bạn biết rằng là nếu mà có cái vấn đề mà có một vài bạn ở đây nói là doping đấy thì tất cả là tin vịt hết. Tất cả là tin vịt hết. Bởi vì các Bộ Ngoại giao chứ không phải Bộ Công Thương á. Bộ Công Thương á, sao lại Bộ Công Thương, sao kỳ vậy ta? Sao lại Bộ Công Thương lên tiếng ta?
Tại vì nhân viên lãnh sự quán ở bên Chile mà, thì cái này phải thuộc trách nhiệm của Bộ Ngoại giao chứ ạ. Tại sao lại là Bộ Công Thương nhỉ? Đấy, cái này là em không hiểu, nói chung là em không hiểu về cái hành chính ở trong này. Thế cho nên là các ông các bà hãy nhìn lại các chàng trai của chúng ta, các chàng trai U23 Việt Nam. Đấy, các em đấy nhầm rồi hả? Bộ Công Thương à? Chứ không phải Bộ Ngoại giao à? Sao lại Bộ Công Thương ta? Nhân viên lãnh sự mà Bộ Công Thương lại lên tiếng ta? Cái này không thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao à? Em không rõ lắm. Rồi tiếp theo là nói đến cái vấn đề của cái cung cách làm việc. Chúng ta thấy rằng là ở Nhật Bản và Việt Nam là hai cái đối tác chiến lược của nhau. Nhật Bản là một cái nước mà viện trợ ODA cho Việt Nam hết rất là nhiều. Nhưng mà cái cung cách làm việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản thì không thể chấp nhận được. Bởi vì là sao? Người Nhật đấy, họ đến Việt Nam du lịch thì khi mà họ đến xin visa ấy, thì cái cung cách làm việc, cái thói quan liêu, cái thói hách dịch cửa quyền của các cái nhân viên làm trong Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thì họ vẫn mang cái cung cách cửa quyền và hách dịch để đi sang một cái đất nước Nhật Bản mà coi khách hàng là thượng đế mà phải và khách hàng không bao giờ sai. Thế nhưng mà cái cách làm việc của họ thì đã được đưa lên một cái diễn đàn của Nhật Bản về cái cung cách làm việc của nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Có nghĩa là nếu như bạn xin visa buổi sáng thì buổi chiều bạn mới nhận được. Còn nếu bạn xin buổi chiều thì ngày hôm sau bạn mới nhận được. Mà các bạn biết rằng là cái đất nước Nhật Bản nó rộng lớn như vậy, để mà họ mất thời gian, bởi vì thời gian đối với người dân Nhật Bản là hết sức quý, bởi vì là cái năng suất lao động làm việc của họ cao, họ làm việc cái 12, 14 tiếng một giờ, cho nên là ví dụ họ ở Osaka chẳng hạn, họ bắt tàu đi hàng 2 tiếng đồng hồ mới tới Tokyo chẳng hạn, thì họ vào xin visa. Thế nhưng mà ngay vì cái thủ tục xin visa rất đơn giản, chỉ cần trong vòng 15 phút là có thể xong. Đấy. Thế nhưng mà họ lại xin buổi sáng, họ hẹn buổi chiều. Đấy, nói chung là rất là mệt mỏi ấy. Thì những và cái cách làm việc của họ thì buồn cười lắm. Trong khi đấy hàng bao nhiêu là người đến xin visa thì họ lại hoặc là liên hệ công tác, thì nhân viên sứ quán bắt đầu ngồi, bắt đầu tự sướng, chụp hình tự sướng, lại nhờ người khác chụp cho mình nữa. Và một cái điều đấy là cái điều là hết sức là không thể chấp nhận được cái cung cách làm việc như vậy. Đấy, thì khi mà một ông khách Nhật Bản, ông ấy đến xin visa thì ông ấy với hỏi cái nhân viên sứ quán đấy bằng tiếng Nhật thì cô ta không hiểu, và ông khách Nhật Bản đó đã đổi sang tiếng Anh thì cô ta cũng không hiểu, và cô ta hỏi là ông ấy đang nói gì thế. Dạ, ông ấy, cô ta hét lên là ối rồi ôi, ông này không phải là Việt Nam. Ô thế cho đéo mẹ nhà các người, thế các người làm nhân viên sứ quán mà sang nước Nhật Bản mà đéo biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh cũng đéo biết nói, xong rồi hét hú hét lên là ô không phải người Việt Nam. Ô thế mà mẹ nhà các người, ô thế chúng tôi, ô thôi ôi, thế là thế đéo nào nhỉ, nói đùa cho em ức chế vãi cứt luôn đấy. Ô thế là thế nào nhỉ, thế nhân viên mà lại không biết tiếng Nhật, thế là hóa ra là thế là lại không có trình độ, không có văn hóa, không có tri thức gì mà lại nghiễm nhiên được ngồi ở trong nhân viên của đại sứ quán à? Tiếng Anh đéo biết tiếng Nhật thì không rồi, ông đấy phải Việt Nam. Ôi trời ơi, thế người Nhật ta đến xin visa để du lịch Việt Nam mà ông đang phải Việt Nam. Ôi trời ơi, chó đéo mẹ cái loại mà đéo thì chấp nhận được luôn đấy. Không phải là người nữa đâu các bác ạ. Cái quy chế mà tuyển nhân viên sứ quán của Bộ Ngoại giao đang có vấn đề. Đấy, khách Nhật Bản là họ một câu họ cúi đầu, hai câu họ cúi đầu, một câu họ cảm ơn, hai câu họ xin lỗi. Và họ làm việc rất là nhanh chóng. Thời gian đối với họ là vàng là bạc, đâu có cái kiểu mà vào đấy họ vật vã từ sáng đến chiều để lấy visa. Trong khi họ ở từ Hokkaido, từ Tokyo, từ Osaka hay là
từ từ Fukushima họ đến. Ô, thế là thế đéo nào nhỉ? Thế các ông các bà thì không có mấy, thì các ông các bà phải, ôi trời ơi, em cạn mẹ lời luôn, hạn hán lời, sa mạc lời luôn với các thể loại nhân viên sứ quán ngoại giao mang cái bộ mặt của cô gái đẹp Việt Nam đi ra đấy để bôi nhọ đấy, bôi nhọ đấy chứ đâu, phản động đấy chứ đâu. Ôi chết chết chết, bỏ mẹ em thật đấy chứ lại. Còn cái bà mẹ cái bà gì mà Vũ Mộc Anh mà cũng là nhân viên đại sứ quán của Nam Phi đấy, ôm cái sừng tê giác to chả bá lửa luôn, giao dịch với cả cái bọn săn bắt động vật hoang dã ở bên Nam Phi ấy. À uầy. Thế cho nên là bộ ngoại giao hình như trả ít tiền ít lương ấy. Thì tôi cũng nhớ là ngày xưa cái thời mà sau khi mà giải phóng ấy, thì bắt đầu cử những cái nhân những cái học sinh tu nghiệp sinh đi sang bên Nga bên Đông Âu ấy để đi du học ấy. Đấy. Thế thì hình như đời sống lúc đấy là bao cấp nó cũng khó khăn quá, cho nên là các anh chị đấy đành phải mua những cái quần bò, quần jean của Levi's ấy, xong rồi mang về Việt Nam bán cũng kiếm chác. Đấy. Thì cũng đấy, cái điều đấy có thể chấp nhận được, thì cái thời đấy nó khó khăn. Thì bây giờ là thế nào, là cái thời đại nào mà nhân viên sứ quán mà đi buôn bán như là cái phường hàng tôm hàng cá ngoài đường ngoài chợ ấy. Ôi giời đất ơi. Sống không nổi luôn đấy. Đấy. Phụ nữ đẹp đấy. Cái ông phó chủ tịch quốc hội ông bảo là Việt Nam là cô gái đẹp, từ đầu đến chân là thân thể tuyệt mỹ đấy, là không được cho cái bàn tay mà ô uế chạm vào, không được cho ai vào thì vào. Tiên sư ông ấy ví cái đất nước Việt Nam là cô gái đẹp mà sao nó lại khiêu dâm, mà nó kích dục vô cùng như thế. Đấy, cô gái đẹp ấy bị các nhân viên sứ quán của Việt Nam tại các nước bôi nhọ rồi. Gọi là bôi cho chát chấu lên cái mặt rồi. Phải xử lý thật nghiêm. Dân đen chúng tôi mổ mồm ra thì các ông quy chụp tội nọ tội kia. Đấy. Nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước đấy, đẹp mặt nhá. Cho nên là toàn làm cái việc hoang đường. Thế còn cái gì? Nhân viên sứ quán mà đi buôn lậu sừng tê giác thế. Mà trong khi đấy là nghệ sĩ, là người mẫu diễn viên Việt Nam để đi chạy sang tận Nam Phi để bảo vệ sừng tê giác, cắn móng tay ở đây. Thu Minh, Trấn Thành, một loạt các nghệ sĩ cắn móng tay để bảo vệ tê giác. Ôi giời ơi. Thế còn cái ông nhân viên sứ quán nào ở bên Mỹ đấy, còn lọ mọ đi bắt sò của người ta nữa. Mà trong khi đấy cái chỗ này là chỗ cấm, khu vực cấm khai thác, cấm đánh bắt. Thế mà lọ bọ thế nào mà vác rổ vác giá đi mà săn bắt sò của Mỹ đấy. Tổ sư, sò thì nó có hai nghĩa đấy. Thứ nhất là sò thật ở dưới biển, thứ hai là hooker đấy. May mà không đi kiếm hooker còn vỡ mồm. Rồi ôi giời. Mỹ đi săn bắt sò. Xong rồi Chile thì đi buôn vây cá mập. Bởi vì vây cá mập là một ký nó là phải đến hàng 1.000 đô một ký ấy. Cho nên là tham quá, lòng tham nó che lấp hết cả cái danh dự tổ quốc rồi. May mà chưa có ông sứ quán nào mà đi looking for hooker đấy, để mà người ta tóm được thì đời còn nhục nữa. Mới là bắt sò thật đấy nha, không phải sò lông. Có thể nhiều bạn không biết cái từ hooker là gì, nhưng mà các bạn nào mà biết tiếng Anh thì biết từ này. Vãi luôn. Sợ thật chứ lại. Đấy. Bôi nhọ là đất nước, bôi nhọ quốc gia là mấy người đấy đấy, phản động là mấy người đấy đấy. Chứ không phải là những người mà chúng tôi mong cho đất nước này tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Việc làm sai trái của ông để chúng tôi phải nói ra là chúng tôi muốn tốt đẹp hơn, chứ tôi cũng muốn vùi dập. Bởi vì bản thân tôi không có, từ ngày giờ thì không có một cái gì để mà tự hào cả. Khi mà các em U23 Việt Nam nó mang lại niềm tự hào cho tôi thì tôi ham mê bóng đá như là lên đồng từ hôm đấy đến giờ. Cũng đi ra đường đi bão, cũng đi ra đường cổ vũ, cũng đi ra đường nhảy múa hát ca như một con điên đấy. Tôi yêu nước này, có tinh thần tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc của tôi rất cao này. Chứ không phải không đâu. Nghĩ sao mà các ông bảo tôi bôi nhọ đất nước, tôi hạ thấp danh dự của đất nước. Chính những người như thế mới là hạ thấp danh dự. Phải mang về kỷ luật, thuyên chuyển cộng cắt
chức luôn cho về làm dân đen, không có là được làm nhân viên lãnh sự mà mang cái thể diện quốc gia, mang cái bộ mặt của cô gái đẹp Việt Nam mà đi mà bôi nhọ đầy mặt lên thế được. Tổ sư mà làm gì mà ham hố cái con sò ấy, thiếu gì. Ở Mỹ thì vào nhà hàng Mỹ thì $50 thì ăn loài bản họng ra, cho làm gì mà phải đi săn sò cho để người ta tóm được, chứ có phải 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 mất cả thể diện quốc gia không? Bó tay. Những chàng trai trẻ của chúng ta đấy, để mang lại danh dự cho chúng ta, tự hào cho chúng ta đấy. Còn nhân viên sứ quán thì đi bôi nhọ, bôi đít nồi đít xoong lên mặt cô gái đẹp Việt Nam. Vái luôn, lạy các bố. Em à, em lạy các bố luôn, em cạn lời luôn với các bố đấy. Thế còn gửi nhắn gửi với cái bọn đĩ bút bưng bô lèo báo luôn nha. Chúng mày làm báo, chúng mày phải làm báo chân chính. Trong khi những cái nước khác, báo chí là quyền lực thứ tư. Đấy, sau hành pháp, tư pháp và lập pháp, báo chí là quyền lực thứ tư của một đất nước. Thế cho nên là ngay cái nước Mỹ đấy, có những cái kênh truyền hình lớn, CNN này, Fox News này, đấy, rồi là cứ phanh phui những cái vụ bê bối, những cái câu nói để mà giới truyền thông tóm được, để như là ví dụ như ông Donald Trump hay là ông giới chẳng hạn, ông ấy nói năng kiểu không suy nghĩ kiểm soát là bắt đầu báo chí nhảy vào ngay. Đấy, báo chí là quyền lực thứ tư, nhưng mà ở Việt Nam ấy, lều báo đĩ bút chúng bay bưng bô nó vừa thôi. Tổ sư chúng bay, chúng bay viết báo là thế này cơ. Xin lỗi những nhà báo chân chính, những nhà báo luôn luôn đưa tin phản ánh sự thật với lương tâm nghề nghiệp, đưa tin phản ánh sự thật. Chứ còn cái bọn mà vì tiền mà bẻ cong ngòi bút, mà vì một tí đồng tiền mà chúng bay bưng bô bợ đít, chúng bay nói năng như cứt chó ấy. Khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã được vào chung kết thì chúng mày nói là đặt cả châu Á xuống bàn chân Việt Nam. Thế là có khổ thân các em đấy không chứ? Đấy, thế là bị người ta ghét. Trọng tài quốc tế FIFA nó ghét, nó xử ép. Chết mẹ đi. Nghe chưa? Đấy. Thế rồi là chúng mày mấy thằng lều bút đĩ báo của chúng mày bưng bô, chúng mày nói thế này này. Có một bà gọi là cái bà ở quận 5, bà bắt xe ôm bà đến Ủy ban Nhân dân quận nhất để bà đấy viết tâm thư là đề nghị là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận nhất là không được từ chức, bởi vì một con người vì dân vì nước như ông Đoàn Ngọc Hải ấy thì phải giữ lại để cho dân cho nước, để làm giải phóng đô thị, để giải phóng cái lề đường hè phố cho Việt Nam, cho quận nhất. Và tôi là một bà vệ miền Nam anh hùng, và tôi có 3 đứa con mà hy sinh trong chiến trường. Mà năm nay tôi 60 tuổi. Chó đéo mẹ. Để em tính cho các bác nghe luôn nhá. 60 tuổi mà có 3 đứa con mà chiến đấu. Xong rồi bà đấy là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nói luôn này. Mỹ tham chiến vào Việt Nam năm 1965. Đấy. Nếu tính ra bà này 60 tuổi thì bà đấy sinh năm bao nhiêu các bác? Bà này 60 tuổi thì bà sinh năm bao nhiêu? Các bác tính hộ em cái. À, em éo tính được. Thế mới chết người chứ. Thế thì bà ấy sinh năm bao nhiêu ta? Bà sinh năm 60 tuổi, bà sinh năm 1958. Đấy. 1958 thì đến năm 1965 là Mỹ vào chiến trường Việt Nam. 1958 đến năm 1968 mới được 10 tuổi. Cứ cho là đến mẹ nó năm 75 đi, 1958 đến năm 1978 là được 30 tuổi đi. Thì đến năm 75 thì trừ đi là còn 27 tuổi. 27 tuổi. Cứ cho là bà ấy đẻ con từ năm... Thế đéo nào em chả tính được đâu, em ngu lắm. À đúng rồi, 17 tuổi là bà ấy đẻ được 3 đứa con rồi. Mà khi mà ví dụ chẳng hạn như sinh năm 58 đến năm 68 là bà ấy 10 tuổi. Đâu mà tính 27 tuổi ta, bà mẹ nó sao mình ngu thế nhỉ. Mà tóm lại là em đâu biết thế nào chứ cả. Mà bây giờ bà ấy 60 tuổi, bà sinh năm 58 và bà có 3 đứa con ở là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bố em là sinh năm 58 đây. Bỏ đến năm 83 em mới ra đời mà em mới được có 34.5 tuổi đây. Thế mà bà này có 3 đứa con là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ôi dồi ôi, ôi giời đất ơi. Thế giờ tóm lại là bắt đầu 10 tuổi bà ấy dậy thì,
nha. 12 tuổi bà ấy nứng lên xong rồi bà ấy đi lấy chồng sớm, bà ấy trịch sớm, bà ấy đẻ một phát ba đứa, cứ cho là thế đi. À, thì đến năm 68, à, đến năm 70 là bà ấy đẻ, năm 70 đẻ một đứa, 71 đẻ một đứa, 72 đẻ một đứa. Năm 72 Mỹ rút quân còn 3 năm nữa thôi, là bọn đó là 3 tuổi đã được gọi là đi chiến đấu rồi à? 3 tuổi chúng nó đi chiến đấu à? 3 tuổi chúng nó được đi chiến đấu để làm bà ấy được phong làm bà mẹ Việt Nam anh hùng à? Ôi chó đéo mẹ cái bọn lều bút đi mẹ chúng mày. Chúng mày nói năng tào lao mía lao, làm tao đọc xong của tao bị tăng xong. Tao bị lên máu vì cái bọn lều bút chúng mày vô lương tâm mà chúng mày ngu si đần độn mà chúng mày vào, chúng mày tự nhiên chúng mày. Mà cái thời đấy ấy, đâu có phải cái thời bây giờ uống nhiều sữa bột chúng nó dậy thì từ 10, 12 tuổi. Cái thời đấy à, phải 15, 16 tuổi mới dậy thì. Mới trịch được thì mới có con được. Thế là toàn là thánh gióng thời hiện đại à. Đến năm 70 đẻ mà đứa, 71 đẻ mà đứa, 72 đẻ mà đứa. Thế là ba đứa đấy thì là bắt đầu nó ăn hàng 7-8 niêu cơm. Thế xong rồi nó vụt một phát thành thánh gióng đi đánh giặc à. Chúng mày điếm đàng, chúng mày đi ít thoã, đi ít bút, chúng mày vừa phải thôi chứ. Chúng mày cứ làm cho chúng tao ngu ấy. Tiên sư bố chúng mày. Ôi giời ơi, cái bọn lều bút, cái bọn đi ít bút, cái bọn bưng bô thổi kèn. Tiên sư chúng mày đã làm tao tăng sông nhá. Thực ra là ăn nói lên đây mà chửi bới thì nó cũng chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì đâu. Nhưng mà em xin lỗi lớp 3 trường làng, em chả được giáo dục đào tạo gì cả, cho nên em chỉ được thế thôi. Đấy, bác nào nghe thì thôi nhá. Mà thậm chí là năm 79 chống tàu thôi thì chúng nó cũng mới 5-6 tuổi. Đứa nào mà 5-6 tuổi mà cầm súng ra trường, ra chiến trường chiến đấu được. Ngày xưa nha, dùng thì cái kiểu như là, kể cả là dùng gì ta, dùng là chiến thuật biển người nha. Hết thanh niên 17-18 tuổi rồi nha, thì nó cũng lôi 15-16 tuổi đi nha. 13-14 làm đéo gì có chuyện 5-6 tuổi đã cầm súng chiến đấu rồi, kể cả chống tàu luôn. Ứ cả nói chống Mỹ. Ba đứa con bà đấy là thánh gióng thời hiện đại rồi. Ông Phù Đồng Thiên Vương, ông sống dậy, ông cũng lễ sống chúng bay nha. Cái bọn lều báo, cái bọn đi bút bưng bô, tiên sư chúng mày chứ mà lại. Tao đang bảo là tao cai sờ chim, sờ cỏ, cai sờ chim, sờ chóc. Mấy hôm nay toàn tâm toàn ý dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng mà cái cách thì chúng mày thể hiện trên báo chí đấy, báo chí chính thống chúng mày. Thì kể báo chí lều bút, toàn báo lá cải thôi, xong rồi à, nói năng thì vô học, vô văn hóa. Em thực ra thành phần vô học, đấy, bởi vì em lớp 3 trường làng, chả đứa đéo nào nói được em cả. Đấy. Thế nhưng mà chúng nó là nhà báo quyền lực thứ tư ấy, phải làm thế nào để cái ngòi bút của mình nó chính nghĩa ấy, phải đưa tin phản ánh sự thật một cách khách quan, trung thực và khiêm tốn, mới có vào vòng tứ kết chúng mày, bảo là đạp cả châu lục châu Á xuống dưới chân Việt Nam. Tao mà là trọng tài tao cũng xử ép Việt Nam thôi, chả có cái gì mà không cả. Ô, thế là thế nào nhỉ? Cho nên là các bác bây giờ nha, mà đọc tin tức ở trên mạng ấy, làm ơn làm phước là chúng ta phải kiểm tra nguồn, và chúng ta không nên bức xúc, chúng ta không nên tức giận một cách nhanh chóng, bởi vì chúng nó tào lao, nó đưa tin toàn là cả giật tít giật gân, xong rồi để câu view câu like, xong rồi ui độ má chúng nó xưa. Em lớp 3 trường làng xin cô bà con cô bác cho em chửi tục. Em đâu có phải thành phần giáo sư thiến sĩ đâu mà các bác bảo em phải ăn nói không có văn hóa. Em chịu thôi, chả có văn hóa được. Lớp 3 trường làng chị thế thôi. Đấy. Mấy ông nhân viên đại sứ là gọi là mang danh dự của Tổ quốc trục lợi. Trục lợi cá nhân. Đi buôn bán kiếm tiền. Ôi dồi, nóng máu vãi nè. Ôi dồi ôi. Ôi làng nước rồi. Tôi đến chết thôi. Đấy. Các em thi đấu đấy. 120 phút chạy gọi là
tuột mồ hôi háng, váng mồ hôi đít các em ra để mang lại danh dự, niềm tự hào cho Việt Nam. Mà các bố là đại diện cái bộ mặt các bố đi, các bố bôi nhọ. Các bố mang đi các nước khác các bố bôi nhọ. Các bố bôi cho chát chấu lên bộ mặt của cái đẹp, cô gái đẹp Việt Nam. Thì tôi không thể chấp nhận được. Là một công dân Việt Nam, là một người công dân Việt Nam có tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, tôi đéo chấp nhận các ông mang cái bộ mặt Việt Nam để đi bôi nhọ. Đấy. Ôi giời ơi, tôi đến chóng mặt thôi. Hai giờ sáng, 2:30 sáng hôm qua em còn viết một cái tớt để em gọi là tỏ cái sự kính trọng, cái sự ngưỡng mộ của em đối với cái đất nước Nam Hàn. Một cái đất nước thần kỳ, một cái đất nước mà vẫn giữ được cái nét truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Phải nói là Hàn Quốc là một cái đất nước mà xin chào Ocean. Đất nước Hàn Quốc là một cái đất nước mà phải nói là một cái tấm gương tiêu biểu cho chúng ta học tập và làm theo. Các bác biết rằng là năm 1960 của thế kỷ 20, khi vừa thoát, họ có một cái bối cảnh lịch sử y hệt chúng ta, cũng là nội chiến Nam Bắc, gọi là cuộc chiến Nam Bắc Liên Triều năm 1950 đến năm 1953, và đất nước họ bị chia cắt làm hai. Hai cái thể chế, một đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là Nam Hàn, và hai là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là Bắc Hàn. Và không cần nói nhiều thì chúng ta có thể thấy rằng là đời sống văn hóa, sự phát triển kinh tế, tinh thần của Nam Hàn bây giờ nó như thế nào rồi. Là một con rồng của châu Á, sánh vai với cả Nhật Bản để có thể vỗ ngực xưng tên là tôi là châu Á đây. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa nho giáo Khổng Tử của Trung Quốc đây. Nhưng chúng tôi đã biết cái cách thoát ra để chúng tôi có được ngày hôm nay. Đó, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản là những con rồng con hổ của châu Á. Khi mà kinh tế của họ đã xếp thứ 7, thứ 8, xin lỗi, thứ 7, 8 hơi quá, bởi vì trên thế giới có các nước G7, là một trong 7 nước mà phát triển kinh tế hàng đầu thế giới. Các nước G7 trong đó là có Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Canada, Đức, Ý. Đó, đó, 7 nước G7. Thế còn Hàn Quốc có thể là đứng vị trí thứ 9, thứ 10 kinh tế của thế giới. Chúng ta phải học tập là noi gương Hàn Quốc. Khi mà em xem cái bộ phim Thời Đại Anh Hùng, Thời Đại Anh Hùng, khi mà ông Tổng thống gọi là Bắc Hy Chung, một ông Tổng thống độc tài của Hàn Quốc, nhìn thấy dân đói khổ quá, ông ấy đã khóc và ông nói rằng là tôi phải mang cái danh dự của cá nhân tôi ra để tôi đảm bảo với các bạn rằng là chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn đen tối này để chúng ta ngẩng mặt cao đầu với thế giới. Và cái lời hứa đó ông ấy đã làm được, mặc dù ông độc tài. Độc tài mà phục vụ cho Tổ quốc. Cái độc tài đấy cần có. Đấy. Ông ấy nói sẽ xử bắn, không cần xét xử bất cứ một cá nhân nào mà lấy của công dù chỉ một đồng. Đấy là một sự độc tài. Bởi vì nếu như cá nhân nào mà có lấy của công thì phải được đưa ra tòa án để xét xử, chứ không phải là Tổng thống có quyền xử bắn người ta. Đấy là một sự độc tài của Tổng thống Bắc Trung Hy. Nhưng cái độc tài đó tôi hoàn toàn ủng hộ. Và đất nước Hàn Quốc tại sao? Các bạn thấy là bây giờ đất nước Hàn Quốc như thế nào? Họ tạo ra hàng loạt các cái thương hiệu toàn cầu, xuyên quốc gia, như là Samsung, với 400.000 công nhân viên trên toàn thế giới, đã tạo ra GDP 180 tỷ đô la, gần tương đương với GDP của Việt Nam năm 2017 là 214 tỷ đô la, so với cả 93 triệu dân của Việt Nam chúng ta. Và Hàn Quốc là một tấm gương để mà chúng ta phải học tập, chúng ta phải noi theo. Và cái tư duy lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Việt Nam chúng ta, các ông các bà cần phải thay đổi cái tư duy lãnh đạo. Có cạnh tranh chúng ta mới có phát triển.
giống như quay lại câu chuyện bóng đá. Khi một thập kỷ trước đây bóng đá là được cái sự quản lý của nhà nước với cái tư duy áp đặt thành tích, thì bóng đá Việt Nam mãi lẹt đẹt. Và không bao giờ chúng ta được cái giải nào mà trong khu vực thôi, đừng nói đến châu Á, như bây giờ. Nhưng mà từ khi có sự thay đổi máu ở trong VFF là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho tư nhân hóa cái việc mà bóng đá được tư nhân, được đào tạo bóng đá. Và chúng ta phải có cái thành tích ngày hôm nay, chúng ta phải cảm ơn ông Bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã có công để mà đào tạo các thế hệ trẻ, những em nhỏ ngay từ khi 9-10 tuổi ở trong lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, hợp tác với cả câu lạc bộ Arsenal. Nói theo tiếng Việt Arsenal. Và chúng ta hôm nay, chúng ta có một thế hệ những chàng trai U23 Việt Nam đã mang lại tự hào danh dự cho đất nước chúng ta. LG, Hyundai, Kia, Samsung, rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau cái vụ bóng đá này thì rất nhiều những bạn, rất nhiều những người có cái họ nói rằng là chúng ta cần một làn gió mới, ngay như là cái status của luật sư Lê Công Định, anh có nói rằng là nếu như mà dàn lãnh đạo của Việt Nam mà được nhập khẩu hàng ngoại thì chắc chắn là dân tộc chúng ta sẽ được hưởng phúc. Cảm ơn Toronto, thank you so much for your support. Gì nhỉ? Và khi mà lâu lắm rồi người dân Việt Nam mới có được một cái sự thăng hoa, một cái sự vui mừng hiếm hoi khi mà U23 Việt Nam đã vào chung kết của giải vô địch U23 châu Á. Thì có rất nhiều những nhà dân chủ, có rất nhiều những người bất đồng chính kiến, họ lên mạng, họ đưa ra những cái thông điệp là giá như mà thế hệ trẻ Việt Nam xuống đường vì giá xăng, xuống đường vì môi trường, xuống đường vì Formosa, xuống đường vì BOT, thì đó là phúc của dân tộc. Xin lỗi các bác là những cái điều đấy ấy, thì có phần đúng nhưng lại có phần sai. Bởi vì là quyền lợi của họ mà họ không đấu tranh thì chúng ta có nói thế, có nói nữa, chúng ta có đá xoáy, chúng ta có chửi bới, chúng ta có mạt sát, chúng ta có coi thường, coi khinh thì vẫn để ngoài tai hết trơn đó. Bản thân em cũng xuống đường, bản thân em cũng hò hét đó. Thế nhưng mà mỗi người có một cái cách, mỗi người có một cách để chúng ta ăn mừng chiến thắng. Tôi rất là lên án cái việc là những cái bạn trẻ đấy thì cởi quần cởi áo ra rồi là phơi phóng vú vê rồi là lồn đoi lông lá, là tôi không có ủng hộ cái việc đấy. Như thế là hết sức là vô văn hóa và phản cảm. Thì sau khi mà mạng xã hội điều tra thì thấy rằng là những người đó là những người chuyển giới, những cô gái chuyển giới từ đàn ông qua đàn bà. Thì các cô ấy không phải là hàng thật. Xin chào Chí Thông. Các cô ấy không phải là hàng thật, cho nên là việc các cô ấy mà nuôi ra ấy, naked in public thì nó là chuyện hết sức là bình thường. Và xin các cô, các bác, các cô chú anh chị, khi mà chúng ta đấu tranh ấy, chúng ta tìm ra một cái phương pháp hữu hiệu để chúng ta đấu tranh. Chúng ta đừng vơ đũa một đống, vơ đũa cả nắm đấy là đàn bà, con gái, là Việt Nam, là bây giờ là phô hàng rồi khoe vú rồi là khoe nọ khoe trai. Chúng ta đấu tranh mà chúng ta lại cực đoan như vậy. Chào chị Vũ Hằng, lâu lắm không gặp. Chúng ta đấu tranh mà chúng ta cực đoan như vậy, chúng ta luôn luôn lên án, chỉ trích, chửi bới, thì đó là một cái phương pháp không hiệu quả. Giống như cái việc mà chúng ta dạy con chúng ta thế thôi. Chúng ta luôn luôn cổ vũ, chúng ta động viên thì nó mới lọt tai, nó mới chui vào tai và người ta mới nhớ, người ta ngấm lâu thì người ta sẽ thay đổi dần dần. Chứ mà động tí các bác lên đồng, các bác chửi, các bác nói là thật là khổ sở cho dân tộc này khi mà môi trường thì không nói gì, gia tăng giá xăng thì các anh chị, các cô, các cháu không lên tiếng. Nhưng mà có một cái trận banh như làm gì mà thế nọ thế trai, cái đấy là các
các anh chị cái phương pháp đấu tranh không đúng, không đúng một tí nào. Con cháu anh chị ở nhà khi mà chúng nó cứng đầu cứng cổ, các anh chị dùng đòn roi, các anh chị đánh chúng nó, đánh con cháu anh chị, rõ ràng chúng nó sẽ khẩu phục mà tâm không phục. Tâm không phục thì chúng nó hình thành một cái tư duy phản kháng, ức chế, và có xu hướng sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng khi mà chúng ta, các con, các cái chúng ta làm sai, chúng ta khuyến khích, đấy, chúng ta khuyến khích, thì chúng nó mới thấy rằng là cái này là mẹ nói thế này là đúng, ba nói thế này là đúng. Có thể chúng nó chưa nhận thức được thế, nhưng mà trong cái tư duy của chúng nó là chúng nó thấy rằng là cái lỗi như thế không có đáng bị lên án, không có đáng để bị mà được bị mạt sát như vậy. Đấy, thay vì các anh chị động viên, cổ vũ tinh thần của những con người đó thì xuống đường thì các anh chị lại chửi bới, mạt sát và coi thường người ta. Thì đó là một cái phương pháp đấu tranh. Khi các anh chị đã chửi người ta rồi ấy, thì các anh chị nói không ai nghe. Thực sự các anh chị nói không ai nghe. Đó. Đấy. Thì chúng ta áp dụng ngay cái việc dạy con cái chúng ta có cương có nhu. Cương quá cũng không được, mà nhu quá thì càng không nên. Đấy, chúng ta phải khéo léo. Mà trong khi đấy, đấu tranh cho cái nền dân chủ của Việt Nam là một việc cực kỳ khó khăn. Đấy, chúng ta cứ chửi bới hoài, chúng ta cứ mạt sát người ta là hèn, là nhục, là ngu, họ sẽ không nghe. Cái phương pháp đấy bây giờ xưa cũ rồi. Thay vì chúng ta động viên, ví dụ chúng ta động viên các em như thế này. Đấy, ví dụ như thay vì nói là biển đảo hoàng sa nọ kia thì không tranh đấu, những cái chuyện đấy các anh chị nói thì nó bình thường lắm, bởi vì rõ ràng cái đấy là từ xưa này, chứ không phải là diễn ra một trận đấu đá bóng này mà họ không xuống đường ấy. Cho nên là thay vì các anh chị ngồi mạt sát chửi bới họ hèn hạ, họ nhu nhược, không bằng các em nhỏ ở bên Hồng Kông, thì các anh chị nên nhớ một điều như thế này. Đòn roi không bao giờ là thành công để mà uốn nắn răn dạy một con người. Chúng ta cần phải nói ngọt. Thay vì chúng ta chỉ trích thì chúng ta sẽ nói rằng là ồ đấy, thấy chưa, ở Việt Nam cũng đá bóng giỏi phết đấy. Chúng ta được đào tạo bây giờ đấy, chúng ta được đào tạo chục năm nay, bây giờ chúng ta đi thể hiện đấy. Đấy, với cả hay là chúng ta nói thế này, người Việt Nam chúng ta đâu có phải là hèn yếu đâu. Đấy, chúng ta cũng đá bóng được với cả các nước khác cơ mà, đúng không ạ? Đấy, thì cái sự động viên khích lệ luôn luôn là một cái phương pháp hiệu quả trong cách dạy con, hoặc là thậm chí là trong cách đấu tranh cho Việt Nam ngày nay. Đấy, cho nên là em thì thực ra là mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách nhìn, một góc nhìn khác nhau. Đối với người này thì nó là sai, nhưng đối với người kia nó là đúng. Chúng ta không có một cái hệ số chung cụ thể cho một cái tình huống nào đó. Thế thì em thì cũng tôn trọng các bác, tôn trọng các cái ý kiến của các bác. Em không lên án chỉ trích gì, nhưng mà em chỉ ra được cái điều rằng là chúng ta muốn đấu tranh, chúng ta muốn người ta nghe mình, thì chúng ta cần phải lấy lòng được họ. Chúng ta cần phải nói để cho họ nghe theo, chứ không phải là chúng ta lên án mạt sát. Đấy là một cái điều mà em muốn nhắn nhủ đến các bác đấu tranh, đến những người mà lên tiếng, những người mà can đảm lên tiếng cho mình, cho đất nước mình này được tốt đẹp hơn. Thì đó là những cái việc làm hết sức là đáng quý, nhưng với điều kiện là chúng ta phải chọn phương pháp cho nó phù hợp. Đừng chỉ có chửi bới, đừng chỉ có mạt sát, đừng chỉ có chỉ trích người ta hèn hạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thì em đã nói rằng là không có chính trị chính em, sờ chim sờ chóc gì trong cái thời gian này. Nhưng mà em lại bệnh nghề nghiệp, em lại lên em nói. Các bạn dư luận viên thì thời gian gần đây thì các bạn cũng đang sướng vì bóng đá, cho nên là các bạn ấy không có lên đây, các bạn ấy không có vào, các bạn phá đám nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ một cái điều mà răn của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, đó là khi mà kẻ thù tát ta ở bên má phải thì hãy đưa má trái cho họ tát.
câu này thì nó chỉ em nghĩ rằng nó đúng trong một vài trường hợp chứ không phải lúc nào cũng đúng. Đấy, thì chúng ta đối đãi với cả dư luận viên bằng cái cách là chúng ta khi mà em chỉ trích lên án những cái các bác quan chức, những người mà làm cán bộ thì em rất là bức xúc và em rất là chửi tục. Nhưng mà khi để đối đãi với các bạn dư luận viên thì em nói rất là nhẹ nhàng, em nói rất là có học, có văn hóa với các bạn ấy, để các bạn ấy thấy rằng là em là một người mà yêu nước và đáng để cho các bạn ấy tôn trọng, chứ không phải chỉ để chửi bới. Bởi vì khả năng chửi bới của em cũng là thượng thừa rồi. Dạ. Không có gì để tự hào về khả năng chửi bới. Thế nhưng mà đôi khi nó là vũ khí để mà chúng ta giải tỏa cái sự, cái cơn bức xúc của chúng ta. Đấy. Quan chức thì em chửi gọi là banh nhà lòng chợ luôn, gọi là chửi bằng mạng luôn. Nhưng mà dư luận viên thì em lại yêu dư luận viên lắm. Yêu các bạn AK47. Đấy. Hôm nay có bạn AK47 nào không? Vào đây có thể đối thoại với mình được không? Mấy giờ rồi ta? Hôm nay em sờ sim được bao nhiêu phút rồi cô chú anh chị? Hôm nay em có, em cho em một vài phút để em quảng cáo nước mắm với cả quảng cáo bánh chưng nhá. Em đang bán bánh chưng gù, bánh chưng gù của Hà Giang. Hy vọng rằng các bác sẽ mua ủng hộ em. Rất là ngon. Bởi vì gần Tết rồi mà. Rồi là em có bán nước mắm, em có bán tôm khô, em có bán bò khô, rất là nhiều thứ. Chắc hôm nay em sờ chim khoảng 1 tiếng 10 phút. Cảm ơn chú Nguyễn Sơn. Khoảng 1 tiếng 10 phút thôi, bởi vì là em còn rất là nhiều việc. Dạ vâng, chào anh Minh Ngọc. Em hình như là cũng béo rồi, tại vì sờ chim nhiều quá nên là nó béo. Cảm ơn Vũ Kim Chi nhé. Nhớ mua nước mắm hay là tôm khô hay bánh chưng ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bác và mong là các bác sẽ không mong là các bác sẽ không buồn hay là không thất vọng khi mà em lại cứ lợi dụng cái việc mà sờ chim để em quảng cáo nước mắm của em. Thế nhưng mà có thực mới vượt được đạo. Và cái mục đích của cái việc bán hàng của em là em đi làm những cái việc mà có ý nghĩa, những cái việc lương thiện. Mong mọi người ủng hộ em. Ok. Đấy, thì ba cái vụ bê bối ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đi buôn bán vây cá mập, và một cái vụ mà đi bắt trộm sò lông của lãnh sự quán hình như ở San Francisco ấy, ở Mỹ, và một vụ bê bối là buôn bán sừng tê giác của bà Vũ Mộc Anh làm việc ở trong lãnh sự quán Nam Phi, Việt Nam tại Nam Phi. Ba cái vụ bê bối đó phải nói là sau đó là bên cái tờ tạp chí hay là cái đài truyền hình Guardian của Anh ấy, họ giật tít là rằng là thị trường buôn bán sừng tê giác Việt Nam hiện nay thì Việt Nam đang chiếm lĩnh, họ đang đá xoáy mình ấy, đang nói móc mình ấy. Thực ra cái sừng tê giác ấy nó không có bất cứ một cái tác dụng gì cả. Chào anh Minh Nguyễn Lê. Nó là chỉ là một cái sừng, gọi là khi mà cái móng giống như cái móng tay, móng chân của con người ấy. Nó phát triển thành cái sừng thôi. Nó chẳng có tác dụng chữa bệnh gì hết trơn á. Chẳng hiểu sao mà mấy ông Việt Nam với cả mấy ông tàu khựa ấy cứ phải có sừng tê giác mài ra uống để hết đau bụng, đau bão, hết ỉa chảy, hết lang ben tổ đỉa hắc lào. Ồ, sò lông là xảy ra ở San Diego, California hả? Ok, I'm so sorry, a mistake. Rồi là cái việc như là cái mật gấu ấy. Mật gấu là có tác dụng là làm giảm đau, giảm sưng là đúng. Nhưng mà cũng có cái tình trạng bê bối khi là người Việt Nam ở Úc đi buôn bán mật gấu. Mật gấu thì phải giết những con gấu để lấy mật.
mà gấu cũng là một trong những động vật hoang dã cần được bảo tồn và có nguy cơ tuyệt chủng. Đấy, các ông các bà đấy chứ, ăn lắm của ngon vật lạ vào, cho nên là bệnh tật nhè nhè ra, xong rồi lấy toàn cái sừng tê giác với cả vây cá mập, với cả mật gấu để chữa bệnh thôi. Mọi rợ y như nhau, ăn ít thôi, ăn chay thôi, đừng ăn của ngon vật lạ sơn hào hải vị, xong bắt đầu là ỉa chảy thổ tạ, kiểu thổ tả rồi kiết lị rồi là đấy, xong bắt đầu là sau người thì nói ở Boston ở Massachusetts, mà người thì nói ở San Diego California, thì I'm confusing now. Rồi chúng ta phải tốn tiền để cho hoa hậu Phạm Hương đi sang tận ở bên Nam Phi để bảo vệ ngà voi, rồi bảo vệ sừng tê giác, mà trong khi đấy trong nhà của cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh hai cái sừng voi là to, gọi là ngang cái mã tổ, kinh khủng đấy. Ngà voi, sừng tê giác, vây cá mập, rồi mật gấu, cái tác dụng con mẹ gì đâu mà cứ thích săn của quý hiếm thôi. Ăn uống rồi là các cái quan niệm, cái tư duy thì giống bố tàu khựa như đúc. Em còn xem mấy cái clip này, còn cái bọn tàu khựa nó là còn ăn cả thai nhi cơ, kinh hồn chưa, em lạy luôn đấy. Thế vừa rồi này, ở bên thành phố Lansing của hình như là bang Michigan á, cái ông bác sĩ mà chuyên môn khám thể chất cho các em ở trong liên đoàn gì nhỉ, gymnastic cái gì đó, cái ông bác sĩ đó lợi dụng cái việc khám sức khỏe của các em đấy mà sờ nắn ở chỗ kín đấy, rồi bị các em ấy tố ra, và ông ta đã phải lĩnh 150 năm tù giam cộng với cả 60 năm nữa là 210 năm tù giam vì cái tội chỉ có sờ nắn, lợi dụng cái việc khám cho các em ở sờ nắn và vùng kín mà ông đấy bị tội như thế đấy. Thế còn Việt Nam thì sao? Lại nhắc lại cái ông già mà gọi là Nguyễn Khắc Thủy ấu dâm trẻ em, làm cho về thể chất, về tâm lý của nó tổn hại một cách nghiêm trọng, mang thẻ đảng ra khẻ thiên hạ. Chó đeo mẹ cái thằng già mất nết, bôi nhọ danh dự cả những người mà là đảng viên. Đấy, các bác biết là cái thượng tôn pháp luật của bên Hoa Kỳ nó kinh khủng như thế nào. Ông ấy sống chỉ còn đâu được có bao nhiêu năm, 30 năm nữa là cùng mà cái bản án 210 năm tù. Vì các bác nhớ là bên Mỹ thì không có án tử hình, cho nên là toàn là những án hàng nghìn năm, 2000 năm, kinh khủng lắm. Đấy, chưa xâm hại đến tâm lý thôi, mới thể chất thôi của các em thôi, thế mà đã bị tù như thế rồi. Còn cái ông này là ông có thẻ đảng viên, mang thẻ đảng ra khẻ thiên hạ, phạt tù có 3 năm mà ông nhảy tưng tưng lên, bảo là nếu mà phạt tù ông đốt thẻ đảng. Đấy, và thượng phương bảo kiếm của thời hiện đại cho các bác đảng viên đấy, kinh quá. Nói đi nói lại hết dại lại đến khôn thế này thì không được. Để em sờ chim chắc tiếng đồng hồ rồi đấy. Đấy, sờ chim tiếng đồng hồ. Bà con cô bác ạ. Thôi, có khi em phải hát bài đấy, để cho nó xôm tụ. Thế xong rồi bắt đầu là em đi ship nước mắm với cả tôm khô. Cô bác anh chị nào có muốn ăn thế á? California thì không có án tử hình, Texas thì có án tử hình đấy á. Vậy hả? Ok, cảm ơn chị Benny Washington. Vậy là nó tùy tiểu bang mà có án tử hình ạ. Cali không có, Texas thì không, chứ Michigan có không chị? Tại vì cái thành phố Lansing ấy ở Michigan ấy, và cái ông bác sĩ đấy thì phạm tội ở bang Michigan ấy, thì không biết là có tử hình hay không. Nhưng mà cái tội này thì chưa đáng tử hình, bởi vì mới có sờ nắn thôi mà, chưa có xâm hại thật sự.
Thế em đang kiếm một bài hát nào nó tươi mới này để hát. À rồi, anh có bài này rồi. Ở Mỹ thì nó có cái một cái rất là hay, đó là ngoài cái luật liên bang ra ấy thì mỗi tiểu bang hay là mỗi cái quận hạt của nó lại đều có những cái luật lệ riêng mà luật của liên bang không thể xâm phạm được. Đấy, cho nên là để nó hạn chế và nó tản các cái quyền lực tối đa của nhà nước ra đấy, cho nên là những cái tiểu bang, những cái quận hạt đều có những cái luật lệ riêng, những quy định riêng của tiểu bang đó. Và thậm chí là những cái ông mà to lớn đấy, những cái người mà nắm hành pháp ở hay là ở ở Mỹ đấy cũng không thể can thiệp được. Đó là một điều rất hay. Không phải bang Michigan là anh nàng bùi, nhưng biết là bang nào em đọc em lại không 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 kiểm tra, không biết là bang Michigan hay là bang nào ấy. Ra trường, ra chiến trường chiến đấu được. Ngày xưa nha, dùng thì cái kiểu như là kể cả là dùng dùng gì ta? Dùng là chiến thuật biển người nha, hết thanh niên 17 18 tuổi rồi nha thì nó cũng lôi 15 16 tuổi đi nha, 13 14 làm đéo gì có chuyện 5 6 tuổi đã cầm súng chiến đấu rồi, kể cả chống tàu luôn. Ứ cả nói chống Mỹ. Ba đứa con bà đấy là thánh gióng thời hiện đại rồi. Ông Phù Đổng Thiên Vương ông sống dậy ông cũng lễ sống chúng bay nha. Cái bọn lều báo, cái bọn đi bút bưng bô tiên sư chúng mày, chứ mà lại ta đang bảo là ta cai sờ chim sờ sờ cỏ, cai sờ chim sờ chóc. Mấy hôm nay toàn tâm toàn ý dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng cái cách thì chúng mày thể hiện trên báo chí đấy, báo chí chính thống chúng mày, thì kể báo chí lều bút toàn báo lá cải thôi, xong rồi nói năng thì vô học vô văn hóa. Em thực ra thành phần vô học đấy, bởi vì em lớp ba trường làng, chả đứa đéo nào nói được em cả đấy. Thế nhưng mà chúng nó là nhà báo, nhà báo quyền lực thứ tư đấy, phải làm thế nào để cái ngòi bút của mình nó chính nghĩa đấy, phải đưa tin phản ánh sự thật một cách khách quan trung thực và khiêm tốn mới có vào vòng tứ kết. Chúng mày bảo là đạp cả châu lục châu Á xuống dưới chân Việt Nam, tao mà là trọng tài tao cũng xử ép Việt Nam thôi, chả có cái gì mà không cả. Ô thế là thế nào nhỉ? Cho nên là các bác bây giờ nha, mà đọc tin tức ở trên mạng ấy, làm ơn làm phước là chúng ta phải kiểm tra nguồn, và chúng ta không nên bức xúc, chúng ta không nên tức giận một cách nhanh chóng, bởi vì chúng nó tào lao, nó đưa tin toàn là cả giật tít giật gân, xong rồi để câu view câu like, xong rồi ui độ má chúng nó xưa. Em lớp 3 trường làng xin cô bà con cô bác ở cho em chửi tục. Em đâu có phải thành phần giáo sư thiến sĩ đâu mà các bác bảo em phải ăn nói không có văn hóa, em chịu thôi, chả có văn hóa được. Lớp 3 trường làng chị thế thôi. Đấy. Mấy ông nhân viên đại sứ là gọi là mang danh dự của Tổ quốc trục lợi, trục lợi cá nhân đi buôn bán kiếm tiền. Ôi rồi nóng máu vãi nè. Ôi rồi ơi. Ôi làng nước rồi. Tôi đến chết thôi. Đấy. Các em thi đấu đấy. 120 phút chạy gọi là tuột mồ hôi háng, váng mồ hôi đít các em ra để mang lại danh dự, niềm tự hào cho Việt Nam. Mà các bố là đại diện cái bộ mặt, các bố đi các bố bôi nhọ. Các bố đi mang đi các nước khác các bố bôi nhọ. Các bố bôi cho chát chấu lên bộ mặt của cái đẹp cô gái đẹp Việt Nam. Thì tôi không thể chấp nhận được, là một công dân Việt Nam, là một người công dân Việt Nam có tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Tôi đéo chấp nhận các ông mang cái bộ mặt Việt Nam để đi bôi nhọ. Đấy. Ôi giời ơi, tôi đến chóng mặt thôi.
giờ sáng, 2 rưỡi sáng hôm qua em còn viết một cái tớt để em gọi là tỏ cái sự kính trọng, cái sự ngưỡng mộ của em đối với cái đất nước Nam Hàn. Một cái đất nước thần kỳ, một cái đất nước mà vẫn giữ được cái nét truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Phải nói là Hàn Quốc là một cái đất nước mà... xin chào Ocean. Đất nước Hàn Quốc là một cái đất nước mà phải nói là một cái tấm gương tiêu biểu cho chúng ta học tập và làm theo. Các bác biết rằng là năm 1960 của thế kỷ 20, khi vừa thoát, họ có một cái bối cảnh lịch sử y hệt chúng ta, cũng là nội chiến Nam Bắc, gọi là cuộc chiến Nam Bắc Liên Triều năm 1950 đến năm 1953, và đất nước họ bị chia cắt làm hai. Hai cái thể chế, một đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là Nam Hàn, và hai là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là Bắc Hàn. Và không cần nói nhiều thì chúng ta có thể thấy rằng là đời sống, văn hóa, sự phát triển kinh tế, tinh thần của Nam Hàn bây giờ nó như thế nào rồi. Là một con rồng của châu Á, sánh vai với cả Nhật Bản để có thể vỗ ngực xưng tên là tôi là châu Á đây. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa nho giáo Khổng Tử của Trung Quốc đây. Nhưng chúng tôi đã biết cái cách thoát ra để chúng tôi có được ngày hôm nay. Đó, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản là những con rồng con hổ của châu Á. Khi mà kinh tế của họ đã xếp thứ 7, thứ 8, xin lỗi, thứ 7, 8 hơi quá, bởi vì trên thế giới có các nước G7, là một trong 7 nước mà phát triển kinh tế hàng đầu thế giới. Các nước G7 trong đó là có Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Canada, Đức, Ý. Đó, đó, 7 nước G7. Thế còn Hàn Quốc có thể là đứng vị trí thứ 9, thứ 10 kinh tế của thế giới. Thì chúng ta phải học tập là noi gương Hàn Quốc. Khi mà em xem cái bộ phim Thời Đại Anh Hùng, Thời Đại Anh Hùng, khi mà ông tổng thống gọi là Bắc Hy Chung, một ông tổng thống độc tài của Hàn Quốc, nhìn thấy dân đói khổ quá, ông ấy đã khóc và ông nói rằng là tôi phải mang cái danh dự của cá nhân tôi ra để tôi đảm bảo với các bạn rằng là chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn đen tối này để chúng ta ngẩng mặt cao đầu với thế giới. Và cái lời hứa đó ông ấy đã làm được, mặc dù ông độc tài. Độc tài mà phục vụ cho Tổ quốc. Cái độc tài đấy cần có. Đấy, ông ấy nói sẽ xử bắn, không cần xét xử bất cứ một cá nhân nào mà lấy của công dù chỉ một đồng. Đấy là một sự độc tài. Bởi vì nếu như cá nhân nào mà có lấy của công thì phải được đưa ra tòa án để xét xử, chứ không phải là tổng thống có quyền xử bắn người ta. Đấy là một sự độc tài của tổng thống Bắc Trung Hy. Nhưng cái độc tài đó tôi hoàn toàn ủng hộ. Và đất nước Hàn Quốc tại sao? Các bạn thấy là bây giờ đất nước Hàn Quốc như thế nào? Họ tạo ra hàng loạt các cái thương hiệu toàn cầu xuyên quốc gia như là Samsung, với 400.000 công nhân viên trên toàn thế giới đã tạo ra GDP 180 tỷ đô la, gần tương đương với GDP của Việt Nam năm 2017 là 214 tỷ đô la so với cả 93 triệu dân của Việt Nam chúng ta. Và Hàn Quốc là một tấm gương để mà chúng ta phải học tập, chúng ta phải noi theo. Và cái tư duy lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Việt Nam chúng ta, các ông các bà cần phải thay đổi cái tư duy lãnh đạo. Có cạnh tranh chúng ta mới có phát triển. Giống như quay lại câu chuyện bóng đá, khi một thập kỷ trước đây bóng đá là được cái sự quản lý của nhà nước với cái tư duy áp đặt thành tích, thì bóng đá Việt Nam mãi lẹt đẹt và không bao giờ chúng ta được cái giải nào mà trong khu vực thôi, đừng nói đến châu Á như bây giờ. Nhưng mà từ khi có sự thay đổi máu ở trong VFF là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho tư nhân hóa cái việc mà bóng đá, được tư nhân được đào tạo bóng đá, và chúng ta phải có cái thành tích ngày hôm nay, chúng ta phải cảm ơn ông Bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã có công để mà đào tạo các thế hệ trẻ, những em nhỏ ngay từ khi 9-10 tuổi ở trong lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai.
hợp tác với cả câu lạc bộ Arsenal. Nó nói chung nói néo nói theo tiếng. Xin chào quý vị và các bạn. Trong mấy ngày qua, một tuần qua thì chúng ta, cả nước chúng ta đang hưởng một cái bầu không khí hết sức là náo nhiệt, hết sức là hưng phấn và hết sức là kịch tính khi mà đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên một kỳ tích ở giải U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc. Từ xưa đến nay thì khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thì không ai để ý mấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đánh bại Australia 1-0 để mà đưa chúng ta vào có cơ hội để vào vòng tứ kết, khi mà nếu với điều kiện chúng ta phải không bị thua hoặc lọt lưới bàn nào với cả đội tuyển Syria, và với cái tinh thần quả cảm chúng ta, những chàng trai của chúng ta đã làm được việc đó. Và trong không khí náo nhiệt đó thì em là một fan hâm mộ bóng đá, bởi vì bóng đá là môn thể thao yêu thích nhất của em. Em thích nhất là bóng đá, sau đó là đến tennis và bóng chuyền, ba cái môn thể thao mà em rất là ưa thích, đặc biệt là bóng đá. Thì em nhớ là em xem bóng đá khi mà năm 1998, khi mà World Cup được tổ chức tại Pháp, và đấy là cái thời khắc mà em xem bóng đá đầu tiên. Và em rất hâm mộ đội tuyển Anh cộng với cả danh thủ David Beckham. Đến bây giờ thì em vẫn còn mê danh thủ David Beckham. Còn ở trong nước thì em yêu cái thủ quân Lê Huỳnh Đức, đội trưởng của đội bóng đá quốc gia Việt Nam những cái ngày xưa cũ. Thì năm 1998 thì chúng ta đã để mất một cái huy chương danh giá của cái Tiger Cup năm 1998, khi chúng ta có cơ hội đánh bại Thái Lan và chúng ta vào chung kết đối mặt với Singapore và chúng ta đã để thua. Cái thời khắc đó thì rất nhiều những cái danh thủ, cái thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức và Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Thủy, mọi người đã khóc, Tấn Tài, mọi người đã khóc vì chúng ta đã tuột mất cơ hội để giành cúp vàng danh giá của giải Tiger Cup năm đó. Thì sau 10 năm, thế hệ của Công Vinh, Minh Phương đã làm nên kỳ tích, đó là ngay phút thứ 90 thì chúng ta Minh Phương đá phạt và Công Vinh đánh đầu vào một cái quả, đấy là mang lại cái huy chương vàng của cái Tiger Cup cho đội tuyển Việt Nam cách đây 10 năm, năm 2008. Tôi vẫn còn nhớ cái thời khắc đó. Và đến năm cách và sau đó 10 năm, năm 2018 thì các chàng trai của chúng ta, các chàng trai đội tuyển U23 Việt Nam đã mang về danh dự, đã mang về niềm tự hào cho người dân Việt Nam chúng ta. Bởi vì là từ lâu lắm rồi em không có cái gì để của Việt Nam để mà em tự hào, để mà em hãnh diện. Nhưng mà đây là một cái niềm vui hiếm hoi, nhỏ nhoi để em có thể là hãnh diện và tự hào với bạn bè trong khu vực, là em đã là Việt Nam có gì để họ nhớ đến. Tuy nhiên như thế này, thì cái vấn đề hôm nay không phải là nói về bóng đá, mà em nói về danh dự quốc gia. Thì như các bác đã biết, thời gian gần đây chúng ta có những cái vụ bê bối liên quan đến ngoại giao đoàn, liên quan đến lãnh sự quán ở các nước. Năm 2008 thì một nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi là người đã buôn bán sừng tê giác. Cái vụ đó là gây chấn động. Bởi vì là Việt Nam là một trong những nước đã ký công ước quốc tế về cái bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp. Đó, Việt Nam đã ký công ước quốc tế rồi. Thế nhưng mà một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã giao dịch buôn bán sừng tê giác với cả những kẻ săn bắt trộm. Thì các bạn biết rằng là Bộ Ngoại giao hay là lãnh sự quán, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, đấy là đại diện cho cái bộ mặt, đại diện cho cả một cái đất nước, mà họ mang danh dự, họ trục lợi trên cái danh dự quốc gia, đến cái lòng tự tôn, tự hào, tự tôn dân tộc. Là bởi vì săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật quốc tế, mà trong đó Việt Nam đã ký công ước, thì đó là một điều mà hết sức đáng xấu hổ. Và tiếp đó là khi mà người dân phát hiện, đài truyền hình Chile cũng đã đưa tin là có hàng trăm cái vây cá mập phơi ở trên nóc nhà của lãnh sự quán Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Santiago de Chile của đất nước Chile.
Và đây là một cuộc khủng hoảng ngoại giao nữa, khi mà nhân viên Đại sứ quán Việt Nam mang trong mình cái trách nhiệm nặng nề về cái bộ mặt của quốc gia mà đi sang bên làm lãnh sự quán, đại sứ quán mà lại làm những cái trò mà không thể chấp nhận được. Đấy. Trong khi các em các chàng trai của chúng ta của đội tuyển U23 Việt Nam đá bóng mà tuột cả lông rái ra, chạy suốt 120 phút trên sân, đối mặt với cả một trong những cái đối thủ đáng gờm như Qatar, như Iraq, như Syria, thậm chí là Australia hơn chúng ta về mặt thể lực, về mặt tốc độ, về mặt kinh nghiệm cọ sát thi đấu quốc tế mà chúng ta đã vượt qua. Các em đã phải thi đấu một cách hết sức quả cảm để mang lại cái niềm tự hào dân tộc, một cái niềm tự tôn dân tộc cho đất nước chúng ta, là cái nền bóng đá của chúng ta đã phát triển và để bạn bè quốc tế phải nể phục. Nhưng mà những cái chàng trai nhỏ bé như vậy thì lại làm cho đất nước của chúng ta vui vẻ, thoải mái như vậy. Chúng ta có cơ sở để mà chúng ta thể hiện cái sự tự hào đối với quốc tế. Thế nhưng mà những con người mà lại đại diện cả một cái quốc gia giống như là Việt Nam thì lại hành xử như là những cái gọi là lục lâm thảo khấu, buôn bán vận chuyển các loại động vật hoang dã như là sừng tê giác với cả vây cá mập. Bởi vì là không hiểu là chúng ta trả lương cho họ thấp mà họ phải đi buôn bán bên ngoài, hay là vì cái lòng tham của họ đã đánh bật hết tất cả cái danh dự, cái bộ mặt của một đất nước như đất nước Việt Nam. Đó. Thì nếu như mà là lương mà ít quá ấy, thì Bộ Ngoại giao đoàn cộng với cả chính phủ nên xem xét để trả lương cao hơn cho những người đại diện cho cái bộ mặt của Việt Nam đi ra quốc tế. Thì đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét để trả lương cao hơn một tí, để cho họ chuyên tâm toàn ý để mà họ hoàn thành cái nhiệm vụ mà chính phủ và nhà nước giao cho, cộng với nhân dân giao cho họ. Đấy. Để trong khi các em đá bóng mệt mỏi như thế, chạy trên sân 120 phút như thế để mang về cái danh dự, cái tự hào cho dân tộc mình, thì mấy bác gọi là ngoại giao đoàn, đại sứ quán, lãnh sự quán lại đi bôi nhọ, mang cái bộ mặt của Việt Nam ra quốc tế để bôi nhọ. Cái tội đấy là cái tội phản quốc chứ không phải cái tội gì hết cả. Cho nên là cái vụ bê bối vi cá mập của lãnh sự quán Việt Nam tại Chile thì đề nghị là Bộ Ngoại giao lên tiếng. Về phía Việt Nam, đại diện chị Nguyễn Thị Thu Hằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đề nghị chị lên tiếng xem là chúng ta có cái chúng ta đúng là như vậy hay không, có đúng là buôn bán vây cá mập và phơi trên nóc nhà hay không. Nếu như mà không ấy thì cũng phải là chúng ta phải lên tiếng với cả phía Chile để xem là họ có vu khống, họ cáo buộc chúng ta vô căn cứ hay không. Đó. Tại sao sự việc đã xảy ra cách đây 2 tuần rồi nhưng mà Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có một cái động thái gì đó lên tiếng để mà đính chính, hay là lên tiếng để mà họp báo, để mà công bố cái vụ việc đó, mà lại phải chờ đến ngày 25 tháng 1 mới công bố, trong khi đấy đó có đủ hết cơ sở dữ liệu rồi. Tại sao lại không? Đấy, cho nên là các em đấy, những chàng trai trẻ của chúng ta đang thi đấu hết sức, toát mồ hôi hột ra, chạy trên sân quá cực khổ luôn đấy để mang lại vinh quang. Thế nhưng mà người đại diện của Ngoại giao đoàn Việt Nam lại bôi nhọ cái bộ mặt của Việt Nam như vậy. Đấy. Thì các bác biết rằng là bác Thủ tướng đã ví Việt Nam giống như là mong muốn Việt Nam là con hổ của châu Á. Và cái ông gì nhỉ? Không biết là cái ông hình như là Phó Chủ tịch Quốc hội, ông bảo là Việt Nam là cô gái đẹp. Đấy. Cho nên vừa là hổ vừa cô gái đẹp thì thành ra là em chả hiểu nó thế nào luôn. Thì các bạn biết rằng là nếu mà có cái vấn đề mà có một vài bạn ở đây nói là doping đấy thì tất cả là tin vịt hết. Tất cả là tin vịt hết, bởi vì các Bộ Ngoại giao chứ không phải Bộ Công Thương á. À, Bộ Công Thương á, sao lại Bộ Công Thương, sao kỳ vậy ta?
sao lại Bộ Công Thương lên tiếng ta? Tại vì nhân viên lãnh sự quán ở bên Chile mà, thì cái này phải thuộc trách nhiệm của Bộ Ngoại giao chứ ạ. Tại sao lại là Bộ Công Thương nhỉ? Đấy, cái này là em không hiểu, nói chung là em không hiểu về cái hành chính ở trong này. Thế cho nên là các ông các bà hãy nhìn lại các chàng trai của chúng ta, các chàng trai U23 Việt Nam. Đấy, các em đấy nhầm rồi hả? Bộ Công Thương à? Chứ không phải Bộ Ngoại giao à? Sao lại Bộ Công Thương ta? Nhân viên lãnh sự mà Bộ Công Thương lại lên tiếng ta? Cái này không thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao à? Em không rõ lắm. Rồi tiếp theo là nói đến cái vấn đề của cái cung cách làm việc. Chúng ta thấy rằng là ở Nhật Bản và Việt Nam là hai cái đối tác chiến lược của nhau. Nhật Bản là một cái nước mà viện trợ ODA cho Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà cái cung cách làm việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản thì không thể chấp nhận được. Bởi vì là sao? Người Nhật đấy, họ đến Việt Nam du lịch thì khi mà họ đến xin visa ấy, thì cái cung cách làm việc, cái thói quan liêu, cái thói hách dịch cửa quyền của các cái nhân viên làm trong Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thì họ vẫn mang cái cung cách cửa quyền và hách dịch để đi sang một cái đất nước Nhật Bản mà coi khách hàng là thượng đế, mà phải và khách hàng không bao giờ sai. Thế nhưng mà cái cách làm việc của họ thì đã được đưa lên một cái diễn đàn của Nhật Bản về cái cung cách làm việc của nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Có nghĩa là nếu như bạn xin visa buổi sáng thì buổi chiều bạn mới nhận được. Còn nếu bạn xin buổi chiều thì ngày hôm sau bạn mới nhận được. Mà các bạn biết rằng là cái đất nước Nhật Bản nó rộng lớn như vậy, để mà họ mất thời gian, bởi vì thời gian đối với người dân Nhật Bản là hết sức quý, bởi vì là cái năng suất lao động làm việc của họ cao, họ làm việc cái 12-14 tiếng một giờ, cho nên là ví dụ họ ở Osaka chẳng hạn, họ bắt tàu đi hàng 2 tiếng đồng hồ mới tới Tokyo chẳng hạn, thì họ vào xin visa. Thế nhưng mà ngay vì cái thủ tục xin visa rất đơn giản, chỉ cần trong vòng 15 phút là có thể xong. Đấy. Thế nhưng mà họ lại xin buổi sáng, họ hẹn buổi chiều. Đấy, nói chung là rất là mệt mỏi ấy. Thì những và cái cách làm việc của họ thì buồn cười lắm. Trong khi đấy hàng bao nhiêu là người đến xin visa thì họ lại hoặc là liên hệ công tác, thì nhân viên sứ quán bắt đầu ngồi, bắt đầu tự sướng, chụp hình tự sướng, lại nhờ người khác chụp cho mình nữa. Và một cái điều đấy là cái điều là hết sức là không thể chấp nhận được cái cung cách làm việc như vậy. Đấy, thì khi mà một ông khách Nhật Bản, ông ấy đến xin visa, thì ông ấy với hỏi cái nhân viên sứ quán đấy bằng tiếng Nhật thì cô ta không hiểu, và ông khách Nhật Bản đó đã đổi sang tiếng Anh thì cô ta cũng không hiểu, và cô ta hỏi là ông ấy đang nói gì thế. Dạ, ông ấy, cô ta hét lên là ôi giời ơi, ông này không phải là Việt Nam. Ô thế chó đéo mẹ nhà các người, thế các người làm nhân viên sứ quán mà sang nước Nhật Bản mà đéo biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh cũng đéo biết nói, xong rồi hét hú hét lên là ô không phải người Việt Nam. Ô thế mà mẹ nhà các người, ô thế chúng tôi, ôi thôi ôi, thế là thế đéo nào nhỉ, nói đùa chứ em ức chế vãi cứt luôn đấy. Ô thế là thế nào nhỉ, thế nhân viên mà lại không biết tiếng Nhật, thế là hóa ra là thế là lại không có trình độ, không có văn hóa, không có tri thức gì mà lại nghiễm nhiên được ngồi ở trong nhân viên của đại sứ quán à? Tiếng Anh đéo biết tiếng Nhật thì không rồi, hố ông này phải Việt Nam. Ôi trời ơi, thế người Nhật ta đến xin visa để du lịch Việt Nam mà hố ông này phải Việt Nam. Ôi trời ơi, chó đéo mẹ cái loại mà đéo thì chấp nhận được luôn đấy. Không phải là người nữa đâu các bác ạ. À, cái quy chế mà tuyển nhân viên sứ quán của Bộ Ngoại giao đang có vấn đề. Đấy, khách Nhật Bản là họ một câu họ cúi đầu, hai câu họ cúi đầu, một câu họ cảm ơn, hai câu họ xin lỗi, và họ làm việc rất là nhanh chóng, thời gian đối với họ là vàng là bạc, đâu có cái kiểu mà vào đấy họ vật vã từ sáng đến chiều để lấy visa.
trong khi họ từ Hokkaido, từ Tokyo, à, từ từ Osaka hay là từ từ Fukushima họ đến. Ô, thế là thế đéo nào nhỉ? Thế các ông các bà thì không có mấy, thì các ông các bà phải, ôi trời ơi, em cạn mẹ lời luôn, hạn hán lời, sa mạc lời luôn với các thể loại nhân viên sứ quán ngoại giao mang cái bộ mặt của cô gái đẹp Việt Nam đi ra đấy để bôi nhọ đấy, bôi nhọ đấy chứ đâu, phản động đấy chứ đâu. Ôi, chết bỏ mẹ em thật đấy chứ lại. Còn cái bà mẹ cái bà gì mà Vũ Mộc Anh mà cũng là nhân viên đại sứ quán của Nam Phi đấy, ôm cái sừng tê giác to chả bá lửa luôn, giao dịch với cả cái bọn săn bắt động vật hoang dã ở bên Nam Phi ấy. À uầy. Thế cho nên là bộ ngoại giao hình như trả ít tiền ít lương ấy. Thì tôi cũng nhớ là ngày xưa cái thời mà sau khi mà giải phóng ấy, thì bắt đầu cử những cái nhân những cái học sinh tu nghiệp sinh đi sang bên Nga bên Đông Âu ấy để đi du học ấy. Đấy. Thế thì hình như đời sống lúc đấy là bao cấp, nó cũng khó khăn quá, cho nên là các anh chị đấy đành phải mua những cái quần bò, quần jean của Levi's đấy, xong rồi mang về Việt Nam bán cũng kiếm chắc. Đấy. Thì cũng đấy, cái điều đấy có thể chấp nhận được, thì cái thời đấy nó khó khăn. Thì bây giờ là thế nào, là cái thời đại nào mà nhân viên sứ quán mà đi buôn bán như là cái phường hàng tôm hàng cá ngoài đường ngoài chợ ấy. Ôi giời đất ơi. Sống không nổi luôn đấy. Đấy. Phụ nữ đẹp đấy. Cái ông phó chủ tịch quốc hội ông bảo là Việt Nam là cô gái đẹp từ đầu đến chân, là thân thể tuyệt mỹ đấy, là không được cho cái bàn tay mà ô uế chạm vào, không được cho ai vào thì vào. Tiên sư ông ấy ví cái đất nước Việt Nam là cô gái đẹp, mà sao nó lại khiêu dâm, mà nó kích dục vô cùng như thế. Đấy, cô gái đẹp ấy bị các ông, bị các nhân viên sứ quán của Việt Nam tại các nước bôi nhọ rồi. Gọi là bôi cho chát chấu lên cái mặt rồi. Phải xử lý thật nghiêm. Dân đen chúng tôi mổ mồm ra thì các ông quy chụp tội nọ tội kia. Đấy. Nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước đấy, đẹp mặt nhá. Cho nên là toàn làm cái việc hoang đường. Thế còn cái gì? Nhân viên sứ quán mà đi buôn lậu sừng tê giác thế. Mà trong khi đấy là nghệ sĩ, là người mẫu diễn viên Việt Nam để chạy sang tận Nam Phi để bảo vệ sừng tê giác, cắn móng tay ở đây. Thu Minh, Trấn Thành, một loạt các nghệ sĩ cắn móng tay để bảo vệ tê giác. Ôi giời ơi. Thế còn cái ông nhân viên sứ quán nào ở bên Mỹ đấy, còn lọ mọ đi bắt sò của người ta nữa. Mà trong khi đấy cái chỗ này là chỗ cấm, khu vực cấm khai thác, cấm đánh bắt. Thế mà lọ bọ thế nào Việt Arsenal. Và chúng ta hôm nay, chúng ta có một thế hệ những chàng trai U23 Việt Nam đã mang lại tự hào danh dự cho đất nước chúng ta. LG, Hyundai, Kia, Samsung, rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau cái vụ bóng đá này thì rất nhiều những bạn, rất nhiều những người có cái họ nói rằng là chúng ta cần một làn gió mới, ngay như là cái status của luật sư Lê Công Định, anh có nói rằng là nếu như mà dàn lãnh đạo của Việt Nam mà được nhập khẩu hàng ngoại thì chắc chắn là dân tộc chúng ta sẽ được hưởng phúc. Cảm ơn Toronto, thank you so much for your support. Gì nhỉ? Và khi mà lâu lắm rồi người dân Việt Nam mới có được một cái sự thăng hoa, một cái sự vui mừng hiếm hoi khi mà U23 Việt Nam đã vào chung kết của giải vô địch U23 châu Á. Thì có rất nhiều những nhà dân chủ, có rất nhiều những người bất đồng chính kiến, họ lên mạng, họ đưa ra những cái thông điệp là giá như mà thế hệ trẻ Việt Nam xuống đường vì giá xăng, xuống đường vì môi trường, xuống đường vì Formosa, xuống đường vì BOT thì đó là phúc của dân tộc. Xin lỗi các bác là những cái điều đấy ấy, thì có phần đúng nhưng lại có phần sai. Bởi vì là quyền lợi của họ mà họ không đấu tranh
thì chúng ta có nói thế, có nói nữa, chúng ta có đá xoáy, chúng ta có chửi bới, chúng ta có mạt sát, chúng ta có coi thường, coi khinh thì vẫn để ngoài tai hết trơn đó. Bản thân em cũng xuống đường, bản thân em cũng hò hét đó. Thế nhưng mà mỗi người có một cái cách, mỗi người có một cách để chúng ta ăn mừng chiến thắng. Tôi rất là lên án cái việc là những cái bạn trẻ đấy thì cởi quần cởi áo ra rồi là phơi phóng vú vê rồi là lồn đoi lông lá, là tôi không có ủng hộ cái việc đấy. Như thế là hết sức là vô văn hóa và phản cảm. Thì sau khi mà mạng xã hội điều tra thì thấy rằng là những người đó là những người chuyển giới, những cô gái chuyển giới từ đàn ông qua đàn bà, thì các cô ấy không phải là hàng thật. Xin chào Chí Thông. Các cô ấy không phải là hàng thật, cho nên là việc các cô ấy mà nuôi ra ấy, naked in public thì nó là chuyện hết sức là bình thường. Và xin các cô, các bác, các cô chú anh chị, khi mà chúng ta đấu tranh ấy, chúng ta tìm ra một cái phương pháp hữu hiệu để chúng ta đấu tranh. Chúng ta đừng vơ đũa một đống, vơ đũa cả nắm đấy là đàn bà con gái, là Việt Nam là bây giờ là phô hàng rồi, khoe vú rồi, là khoe nọ khoe trai. Chúng ta đấu tranh mà chúng ta lại cực đoan như vậy. Chào chị Vũ Hằng, lâu lắm không gặp. Chúng ta đấu tranh mà chúng ta cực đoan như vậy, chúng ta luôn luôn lên án, chỉ trích, chửi bới, thì đó là một cái phương pháp không hiệu quả. Giống như cái việc mà chúng ta dạy con chúng ta thế thôi. Chúng ta luôn luôn cổ vũ, chúng ta động viên thì nó mới lọt tai, nó mới chui vào tai và người ta mới nhớ, người ta ngấm lâu thì người ta sẽ thay đổi dần dần. Chứ mà động tí các bác lên đồng, các bác chửi, các bác nói là thật là khổ sở cho dân tộc này, khi mà môi trường thì không nói gì, gia tăng giá xăng thì các anh chị, các cô, các cháu không lên tiếng, nhưng mà có một cái trận banh như làm gì mà thế nọ thế trai. Cái đấy là các anh chị, cái phương pháp đấu tranh không đúng, không đúng một tí nào. Con cháu anh chị ở nhà khi mà chúng nó cứng đầu cứng cổ, các anh chị dùng giọt đòn roi, các anh chị đánh chúng nó, đánh con cháu anh chị, rõ ràng chúng nó sẽ khẩu phục mà tâm không phục. Tâm không phục thì chúng nó hình thành một cái tư duy phản kháng, ức chế, và có xu hướng sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng khi mà chúng ta, các con, các cái chúng ta làm sai, chúng ta khuyến khích đấy, chúng ta khuyến khích thì chúng nó mới thấy rằng là cái này là mẹ nói thế này là đúng, ba nói thế này là đúng. Có thể chúng nó chưa nhận thức được thế, nhưng mà trong cái tư duy của chúng nó là chúng nó thấy rằng là cái lỗi như thế không có đáng bị lên án, không có đáng để bị mà được bị mạt sát như vậy. Đấy, thay vì các anh chị động viên cổ vũ tinh thần của những con người đó thì xuống đường thì các anh chị lại chửi bới, mạt sát và coi thường người ta. Thì đó là một cái phương pháp đấu tranh. Khi các anh chị đã chửi người ta rồi ấy, thì các anh chị nói không ai nghe. Thực sự các anh chị nói không ai nghe. Đó. Đấy. Thì chúng ta áp dụng ngay cái việc dạy con cái chúng ta. Có cương, có nhu. Cương quá cũng không được, mà nhu quá thì càng không nên. Đấy. Chúng ta phải khéo léo. Mà trong khi đấy, đấu tranh cho cái nền dân chủ của Việt Nam là một việc cực kỳ khó khăn. Đấy, chúng ta cứ chửi bới hoài, chúng ta cứ mạt sát người ta là hèn, là nhục, là ngu, họ sẽ không nghe. Cái phương pháp đấy bây giờ xưa cũ rồi. Thay vì chúng ta động viên, ví dụ chúng ta động viên các em như thế này. Đấy, ví dụ như thay vì nói là biển đảo hoàng sa nọ kia thì không tranh đấu, những cái chuyện đấy các bác, các anh chị nói thì nó bình thường lắm. Bởi vì rõ ràng cái đấy là từ xưa nay, chứ không phải là diễn ra một trận đấu đá bóng này mà họ không xuống đường. Đấy, cho nên là thay vì các anh chị ngồi mạt sát chửi bới họ hèn hạ, họ nhu nhược, không bằng các em nhỏ ở bên Hồng Kông, thì các anh chị nên nhớ một điều như thế này. Đòn roi không bao giờ là thành công để mà uốn nắn răn dạy một con người. Chúng ta cần phải nói ngọt. Thay vì chúng ta chỉ trích thì chúng ta sẽ nói rằng là ồ đấy, thấy chưa, ở Việt Nam cũng đá bóng giỏi phết đấy. Chúng ta được đào tạo bây giờ đấy, chúng ta được đào tạo chục năm nay, bây giờ chúng ta đi thể hiện đấy. Đấy, với cả hay là chúng ta nói thế này,
người Việt Nam chúng ta đâu có phải là hèn yếu đâu. Đấy, chúng ta cũng đá bóng được với cả các nước khác cơ mà, đúng không ạ? Đấy, thì cái sự động viên khích lệ luôn luôn là một cái phương pháp hiệu quả trong cách dạy con, hoặc là thậm chí là trong cách đấu tranh cho Việt Nam ngày nay. Đấy, cho nên là em thì thực ra là mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách nhìn, một góc nhìn khác nhau. Đối với người này thì nó là sai, nhưng đối với người kia nó là đúng. Chúng ta không có một cái hệ số chung cụ thể cho một cái tình huống nào đó. Thế thì em thì cũng tôn trọng các bác, tôn trọng các cái ý kiến của các bác. Em không lên án chỉ trích gì, nhưng mà em chỉ ra được cái điều rằng là chúng ta muốn đấu tranh, chúng ta muốn người ta nghe mình, thì chúng ta cần phải lấy lòng được họ, chúng ta cần phải nói để cho họ nghe theo, chứ không phải là chúng ta lên án mặt sát. Đấy là một cái điều mà em muốn nhắn nhủ đến các bác đấu tranh, đến những người mà lên tiếng, những người mà can đảm lên tiếng cho mình, cho đất nước mình này được tốt đẹp hơn. Thì đó là những cái việc làm hết sức là đáng quý, nhưng với điều kiện là chúng ta phải chọn phương pháp cho nó phù hợp. Đừng chỉ có chửi bới, đừng chỉ có mạt sát, đừng chỉ có chỉ trích người ta hèn hạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thì em đã nói rằng là không có chính trị chính em, sờ chim sờ chóc gì trong cái thời gian này, nhưng mà em lại bệnh nghề nghiệp, em lại lên em nói. Các bạn dư luận viên thì thời gian gần đây thì các bạn cũng đang sướng vì bóng đá, cho nên là các bạn ấy không có lên đây, các bạn ấy không có vào, các bạn phá đám nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ một cái điều mà răn của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, đó là khi mà kẻ thù tát ta ở bên má phải thì hãy đưa má trái cho họ tát. Mà vác rổ vác giá đi mà săn bắt sỏ của Mỹ đấy. Tổ sư, sỏ thì nó có hai nghĩa đấy. Thứ nhất là sỏ thật ở dưới biển, thứ hai là hooker đấy. Mày mà không đi kiếm hooker còn vỡ mồm. Rồi ôi giời, Mỹ đi săn bắt sỏ, xong rồi Chile thì đi buôn vây cá mập, bởi vì vây cá mập là một ký nó là phải đến hàng 1.000 đô một ký ấy. Cho nên là tham quá, lòng tham nó che lấp hết cả cái danh dự tổ quốc rồi. May mà chưa có ông sứ quán nào mà đi looking for hooker đấy, để mà người ta tóm được thì đời còn nhục nữa. Mới là bắt sỏ thật đấy nha, không phải sỏ lông. Có thể nhiều bạn không biết cái từ hooker là gì, nhưng mà các bạn nào mà biết tiếng Anh thì biết từ này. Vãi luôn, sợ thật chứ lầy. Đấy, bôi nhọ đất nước, bôi nhọ quốc gia là mấy người đấy đấy, phản động là mấy người đấy đấy, chứ không phải là những người mà chúng tôi mong cho đất nước này tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Việc làm sai trái của ông để chúng tôi phải nói ra là chúng tôi muốn tốt đẹp hơn, chứ tôi không muốn vùi dập. Bởi vì bản thân tôi không có từ ngày giờ thì không có một cái gì để mà tự hào cả. Khi mà các em U23 Việt Nam nó mang lại niềm tự hào cho tôi thì tôi ham mê bóng đá như là lên đồng từ hôm đấy đến giờ. Cũng đi ra đường đi bão, cũng đi ra đường cổ vũ, cũng đi ra đường nhảy múa hát ca như một con điên đấy. Tôi yêu nước này, có tinh thần tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc của tôi rất cao này. Chứ không phải là không đâu. Nghĩ sao mà các ông bảo tôi bôi nhọ đất nước, tôi hạ thấp danh dự của đất nước. Chính những người như thế mới là hạ thấp danh dự. Phải mang về kỷ luật, thuyên chuyển, cộng cắt chức luôn cho về làm dân đen. Không có nào được làm nhân viên lãnh sự mà mang cái thể diện quốc gia, mang cái bộ mặt của cô gái đẹp Việt Nam mà đi mà bôi nhọ đầy mặt lên thế được. Tổ sư, mà làm gì mà ham hố cái con sò ấy, thiếu gì. Ở Mỹ thì vào nhà hàng Mỹ thì 50 đô thì ăn loài bản họng ra, cho làm gì mà phải đi săn sò cho để người ta tóm được, chứ có phải mất cả thể diện quốc gia không? Bó tay. Những chàng trai trẻ của chúng ta đấy, để mang lại danh dự cho chúng ta, tự hào cho chúng ta đấy. Còn nhân viên sứ quán thì đi bôi nhọ, bôi đít nồi đít so lên mặt cô gái đẹp Việt Nam. Vãi luôn, lạy các bố. Em là em lạy các bố luôn, em cạn lời luôn với các bố đấy. Thế còn nhắn gửi với cái bọn đĩ bút bưng bô lèo báo luôn nha. Chúng mày làm báo, chúng mày phải làm báo chân chính. Trong khi những cái nước khác
báo chí là quyền lực thứ tư. Đấy. Sau hành pháp, tư pháp và lập pháp, báo chí là quyền lực thứ tư của một đất nước. Thế cho nên là ngay cái nước Mỹ đấy, có những cái kênh truyền hình lớn, CNN này, Fox News này, đấy, rồi là cứ phanh phui những cái vụ bê bối, những cái câu nói để mà giới truyền thông tóm được, để như là ví dụ như ông Donald Trump hay là ông ấy chẳng hạn, ông ấy nói năng kiểu không suy nghĩ kiểm soát là bắt đầu báo chí nhảy vào ngay. Đấy, báo chí là quyền lực thứ tư, nhưng mà ở Việt Nam ấy, lều báo đĩ bút chúng bay bưng bô nó vừa thôi, tổ sư chúng bay. Chúng bay viết báo là thế này cơ. Xin lỗi những nhà báo chân chính, những nhà báo luôn luôn đưa tin phản ánh sự thật với lương tâm nghề nghiệp, đưa tin phản ánh sự thật. Chứ còn cái bọn mà vì tiền mà bẻ cong ngòi bút, mà vì một tí đồng tiền mà chúng bay bưng bô bợ đít, chúng bay nói năng như cứt chó ấy. Khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã được vào chung kết thì chúng bay nói là đặt cả châu Á xuống bàn chân Việt Nam. Thế là có khổ thân các em đấy không chứ? Đấy, thế là bị người ta ghét. Trọng tài quốc tế FIFA nó ghét, nó xử ép. Chết mẹ đi. Nghe chưa? Đấy. Thế rồi là chúng bay mấy thằng lều bút đĩ báo của chúng bay bưng bô, chúng bay nói thế này này. Có một bà gọi là cái bà ở quận 5, bà bắt xe ôm bà đến Ủy ban Nhân dân quận nhất để bà đấy viết tâm thư là đề nghị là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất, là không được từ chức. Bởi vì một con người vì dân vì nước như ông Đoàn Ngọc Hải ấy thì phải giữ lại để cho dân cho nước, để làm giải phóng đô thị, để giải phóng cái lề đường hè phố cho Việt Nam, cho quận nhất. Và tôi là một bà vệ miền Nam anh hùng, và tôi có ba đứa con mà hy sinh trong chiến trường, mà năm nay tôi 60 tuổi. Chó đéo mẹ, để em tính cho các bác nghe luôn nhá. 60 tuổi mà có ba bà, có ba đứa con mà chiến đấu. Xong rồi bà đấy là bà mà bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nói luôn này, Mỹ tham chiến vào Việt Nam năm 1965. Đấy. Nếu tính ra bà này 60 tuổi thì bà đấy sinh năm bao nhiêu các bác? Bà đấy 60 tuổi thì bà sinh năm bao nhiêu? Các bác tính hộ em cái. Này. Em éo tính được, thế mới chết người chứ. Thế thì bà ấy sinh năm bao nhiêu ta? Bà sinh năm 60 tuổi, bà sinh năm 1958. Đấy. 1958 thì đến năm 1965 là Mỹ vào chiến trường Việt Nam. 1958 đến năm 1968 mới được 10 tuổi. Cứ cho là đến mẹ nó năm 75 đi. 1958 đến năm 1978 là được 30 tuổi đi. Thì đến năm 75 thì trừ đi là còn 27 tuổi. 27 tuổi. Cứ cho là bà ấy đẻ con từ năm... Thế đéo nào em chả tính được đâu, nếu em ngu lắm. À đúng rồi, 17 tuổi là bà ấy đẻ được 3 đứa con rồi. Mà khi mà ví dụ chẳng hạn như sinh năm 58 đến năm 68 là bà ấy 10 tuổi. Đâu mà tính 27 tuổi ta, bà mẹ nó sao mình ngu thế nhỉ. Mà tóm lại là em đéo biết thế nào chứ cả. Mà bây giờ bà ấy 60 tuổi, bà sinh năm 58 và bà ấy có 3 đứa con ở là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bố em là sinh năm 58 đây. Và đến năm 83 em mới ra đời mà em mới được có 34.5 tuổi đây. Thế mà bà ấy có 3 đứa con là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ôi dồi ôi. Ôi giời đất ơi. Thế giờ tóm lại là bắt đầu 10 tuổi bà ấy dậy thì. Nha. 12 tuổi bà ấy nứng lên, xong rồi bà ấy đi lấy chồng sớm, bà ấy trịch sớm, bà ấy đẻ một phát 3 đứa. Cứ cho là thế đi. À, thì đến năm 68. À, đến năm 70 là bà ấy đẻ, năm 70 đẻ một đứa, 71 đẻ một đứa, 72 đẻ một đứa. Năm 72 Mỹ rút quân còn 3 năm nữa thôi. Là bọn đó là 3 tuổi đã được gọi là đi chiến đấu rồi à? 3 tuổi chúng nó đi chiến đấu à? 3 tuổi chúng nó được đi chiến đấu để làm bà đấy được phong làm bà mẹ Việt Nam anh hùng à? Ôi chó đéo mẹ cái bọn lều bút địp mẹ chúng mày. Chúng mày nói năng tào lao mía lao, làm tao đọc xong của tao bị tăng sông. Tao bị lên máu vì cái bọn lều bút chúng mày vô lương tâm, mà chúng mày ngu si đần độn mà chúng mày vào, chúng mày tự nhiên chúng mày
mà cái thời đấy ấy, đâu có phải cái thời bây giờ uống nhiều sữa bột, chúng nó dậy thì từ 10, 12 tuổi. Cái thời đấy à, phải 15, 16 tuổi mới dậy thì, mới trịch được thì mới có con được. Thế là toàn là thánh gióng thời hiện đại à. Đến năm 70 đẻ mà đứa, 71 đẻ mà đứa, 72 đẻ mà đứa, thì là ba đứa đấy thì là bắt đầu nó ăn hàng 7, 8 niêu cơm. Thế xong rồi nó vụt một phát thành thánh gióng đi đánh giặc à. Chúng mày điếm đàng, chúng mày đi ít thoã, đi ít bút, chúng mày vừa phải thôi chứ. Chúng mày cứ làm cho chúng ta ngu ấy. Trên sư bố chúng mày, ôi giời ơi, cái bọn lều bút, cái bọn đĩ bút, cái bọn bưng bô thổi kèn, tiên sư chúng mày đã làm tao tăng sông nhá. Thực ra là ăn nói lên đây mà chửi bới thì nó cũng chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì đâu. Nhưng mà em xin lỗi lớp 3 trường làng, em chả được giáo dục đào tạo gì cả, cho nên em chỉ được thế thôi. Đấy, bác nào nghe, nghe thì thôi nhá. Mà thậm chí là năm 79 chống tàu thôi thì chúng nó cũng mới 5, 6 tuổi. Đứa nào mà 5, 6 tuổi mà cầm súng